Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube về chứng khoán của Công Dũng Đa Phát. Thì ngày hôm qua mình cũng có một chút việc bận, mình cũng không làm video. Thì hôm nay mình đã quay trở lại để làm video để phân tích thị trường trong phiên giao dịch ngày 8 tháng 1 cũng như đưa ra các kịch bản cho phiên giao dịch ngày mai để anh chị em có một cái góc nhìn nó khách quan hơn về thị trường và chúng ta có thể đưa ra những cái phương án để mua bán cổ phiếu hay là chúng ta xử lý các cổ phiếu đang trong tình trạng nó bị thua lỗ trong những cái phiên gần đây nha anh em nhé. Em xem kênh của Công Dũng thì nhớ để lại cho mình một like ở tại video và một phần đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký. Cái đăng ký nó hiện ở dưới màn hình này. Anh chị em nào muốn tham gia Zoom khách hàng thì mọi người cũng liên hệ qua số điện thoại cho mình nhé, số điện thoại ở trên đấy. Thì đầu tiên chúng ta nhìn lại thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. VN Index của chúng ta ngày hôm nay tăng nhẹ về 6,46 điểm lên mốc là 981 điểm. Hôm nay nó đã có những cái nhịp nó quay về, nó test lại cái vùng đáy là 960 và có thủng đi một chút, xong sau đó thì có những cái dấu hiệu rút chân về buổi chiều. Thì tuy nhiên thì trong cái phiên ngày hôm nay là một cái phiên tạo đáy nhưng cái dòng tiền nó lan tỏa, nó không được tới tất cả các nhóm ngành. Và chúng ta có thể nhận thấy ở đây là nhóm ngành bất động sản nó vẫn đang còn chịu những cái áp lực mà giảm điểm rất là mạnh mẽ. Thì hôm nay có những cái mã cổ phiếu như Shell, Shell Đích là một bộ đôi. Tuy nhiên là Đích thì nó đang bị dính những cái thông tin đó là chủ tịch rồi là những cái thành phần người trong ban tổng giám đốc, tức là bị bán giải chấp cổ phiếu. Và nó là một cái thông tin cả PDR nữa mọi người ạ. Nó là một trong những cái thông tin cực kỳ xấu lên thị trường. Và trong những cái phiên gần đây thì cái dòng bất động sản là cái dòng mà bị call margin. Sau khi call margin thì nó không bán được những cổ phiếu bất động sản thì nó nằm sàn la liệt mà. Thì nó bắt đầu quay sang bán những cổ phiếu của dòng khác. Thì hôm nay chúng ta có thể thấy là sự trở lại mạnh mẽ của dòng ngân hàng cũng như là những cái cổ phiếu của dòng chứng khoán. Thì đây là một cái điểm nổi bật của thị trường trong phiên ngày hôm nay. Hôm nay thì trong chỉ số VN30 thì có cổ phiếu như Po, nó cũng đóng vai trò là kéo điểm thị trường và có thể là kéo điểm cho cả phái sinh nữa. Chúng ta cùng điểm qua thì có lác đác trong các nhóm ngành thì có những cái dòng cổ phiếu dòng bán lẻ rồi các cổ phiếu dòng riêng lẻ thì nó có những cái nhịp tăng PHR này. Rồi những cổ phiếu như FRT này, FRT cũng bán lẻ, PET cũng bán lẻ, tuy nhiên PET thì sàn, FRT lại xanh gần 4%. ANV, ASM, những cổ phiếu dòng thủy sản thì nó cũng phân chia. VSC là một cái con cũng rất là khỏe trong thời gian này. Tuy nhiên thì mình có một lời khuyên đối với anh chị nhà đầu tư là trong cái giai đoạn này chúng ta chưa nên tham gia cổ phiếu vội. Bởi vì sao? Có thể mình cũng có tâm sự nói chuyện với các anh em trong Zoom khách hàng VIP ấy. Thì có thể những cái nhịp này nó chỉ là những cái nhịp hồi phục kỹ thuật thôi, còn chúng ta chưa biết được thị trường, cái giai đoạn này nó rất là khó lường. Vì thế chúng ta cần bây giờ cần một cái sự kiên nhẫn chờ đợi để thị trường nó vận động, nó tích lũy thì lúc đó chúng ta mới xem xét để chúng ta tham gia vào những cái vị thế cổ phiếu trong giai đoạn sắp tới đây. Còn hiện tại khi mà thị trường đã thủng đi cái vùng đáy cũ, thị trường đã thủng đi những cái vùng đáy cũ như thế này thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải chờ đợi thôi. Cái cơ hội lần này thì chúng ta phải chờ đợi là thị trường tích lũy ở trên M20 thì chúng ta mới tham gia. Cái giai đoạn vừa rồi thì chúng ta hơi chủ quan một chút bởi vì là nhìn thị trường có hai đáy MACD. Tuy nhiên thị trường của chúng ta sau những cái nhịp gặp M20 thì nó quay về, nó test lại vùng đáy một chút. Nó quay về, nó test lại vùng đáy. Và cùng chung với những cái thông tin xấu đó thì thị trường nó đã kéo theo rất nhiều mã cổ phiếu giảm mạnh. Thì bây giờ hầu hết những anh chị tham gia ở trong cái vùng trên này thì chúng ta đang bị chịu những cái áp lực về thua lỗ trong ngắn hạn, đúng không ạ? Thì cái cách xử lý của chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ phải chờ đợi nhá. Đoạn này là không phải vội nữa rồi. Chúng ta sẽ phải chờ đợi cho đến khi nào thị trường nó dạng như thế này anh em này. Nó phải tích lũy được ở trên M20.
rồi sau đó nó có những cái nhịp hồi đi lên thì lúc đó chúng ta mới tham gia. Chúng ta sẽ tham gia khi nó có những cái phiên có dòng tiền tham gia như cái phiên này anh em nhé, có phiên dòng tiền tham gia khi nó ở trên M20 đấy. Còn hiện tại cái kịch bản mà đẹp nhất của thị trường nó là nó lên đến cái vùng kháng cự này, nó lên đến cái vùng kháng cự ở cái mốc là 1.000 đó, và nó tích lũy lại ở trên này rồi nó sẽ lấy cái động lực đấy, kéo MA20 bẻ ngang rồi nó lấy động lực để nó vượt qua nhá. Còn MACD thì lúc đó sẽ có phân kỳ dương 3 đoạn, có 3 đáy để đi lên. Thì đó là một cái kịch bản mà đẹp nhất cho thị trường của chúng ta trong thời gian sắp tới. Thì mình nghĩ rằng cái đoạn này thì anh em cũng chưa nên vội để tham gia cổ phiếu đâu nhá. Hôm nay thị trường mới hồi tăng một chút mà cũng rất nhiều anh em hỏi mình là có tham gia cổ phiếu hay không. Nhưng mà mình cũng khuyên mọi người là thôi, tốt nhất là chúng ta nên ngồi ngoài quan sát đã. Bởi vì thị trường đợt này không biết là nó hồi phục để nó tích lũy hay nó chỉ là những cái pha hồi kỹ thuật sau khi nó đã bị giảm điểm mạnh vào cái thời điểm trước đó. Chúng ta vẫn phải cẩn thận. Lần này là chúng ta phải ngồi chờ những tín hiệu tích cực. Hôm nay xem qua những thị trường về châu Âu, châu Á thì Dow Jones thì mọi người có thể thấy là Dow Jones vẫn liên tục là những cái pha tăng điểm. Ngày hôm qua Dow Jones tăng điểm rất là tốt. Tuy nhiên thì cái thị trường châu Á như Trung Quốc này, Đài Loan này, Đài Loan thì tăng điểm nhưng mà Trung Quốc sau những cái nhịp mà tăng rất là tốt thì hôm nay nó có những cái đà chững lại này. Nhật thì lại tăng điểm tốt này. Thì chúng ta thấy là chứng khoán châu Á nó cũng dần tốt lên, và có những cái nước như Trung Quốc hôm vừa rồi nó cũng có một cái phiên tăng điểm rất mạnh. Mình cũng không xem kỹ nhưng mà hình như là cũng có bùng nổ theo đà Hang Seng, có Hang Seng này bùng nổ theo đà này. Thì mình nghĩ rằng trong cái thời gian gần đây thì chính phủ rồi nhà nước cũng tìm đủ mọi cách để chúng ta làm sao để chúng ta giải được các cái nút thắt về tín dụng, giải về các nút thắt về những cái lãi suất để làm sao cho các doanh nghiệp bất động sản cũng như các doanh nghiệp khác có thể làm ăn được tốt hơn. Và khi lãi suất tăng nó là kẻ thù của chứng khoán thì mình cũng hy vọng rằng lãi suất nó sẽ có cái sự giảm giảm đi để cho cái thị trường chứng khoán nó có thể hồi phục lại, hồi phục trở lại để anh chị em nhà đầu tư chúng ta còn dễ thở hơn. Chứ còn những cái nhịp như thế này thì hầu hết mình biết tất cả mọi người đều đang cảm thấy rất là buồn bã, chán nản, thậm chí còn có nhiều người, có người khách hàng của mình ấy còn rời bỏ thị trường rồi cơ. Mọi người là không tham gia nữa. Đấy, vì trong cái giai đoạn này, trong cái giai đoạn từ đầu năm đến giờ thị trường liên tục giảm mà những nhịp hồi thì mọi người lại không tận dụng được, đến khi lao vào mua thì lại bắt đầu lại bị kẹp hàng lại thua lỗ, thì đem đến cái tâm trạng là chán nản cho anh chị em. Và khi đầu tư trên thị trường chứng khoán thời điểm này thì mình nghĩ rằng là mọi người nên tuân thủ những cái cách đi vốn, làm sao để chúng ta đi vốn cho nó hiệu quả. Những đoạn khó thì chúng ta đi ít vốn thôi. Nếu cái xu hướng mà chúng ta vào vị thế gọi là đi vốn lúc đầu ấy, để chúng ta lấy vị thế, cái vị thế của chúng ta đúng thì chúng ta sẽ gia tăng cái vị thế đó lên. Còn khi vị thế mà chúng ta vào lấy vị thế, ví dụ chúng ta lấy vị thế ở những cái nhịp này đấy, nó đang rất là đẹp, nhưng khi thị trường nó xấu chúng ta hoàn toàn có thể chúng ta rời bỏ cái vị thế đó được nhé, bằng cách là cắt lỗ. Bởi vì đầu tư trên thị trường chứng khoán này này, chúng ta phải biết cắt lỗ mọi người ạ. Tại vì là tại sao chứng khoán nó cắt lỗ còn dễ, ví dụ như anh chị em mà đi kinh doanh ở ngoài, anh chị em mở một quán cà phê chẳng hạn, anh chị em đã mất rất nhiều tiền để thuê nhà rồi kinh doanh, nếu mà nó không làm ăn được ấy, thì các anh chị có làm sao mà có thể cắt lỗ luôn ngay lập tức đúng không ạ? Mình mất rất nhiều công sức, mình chuẩn bị rồi mình mua sắm rồi mình học hỏi rồi mình mời chào khách hàng, nhưng nó không được như kỳ vọng thì chứng khoán nó còn cắt lỗ được ngay, nhưng kinh doanh thì không bao giờ làm được cái việc đấy. Và cái chứng khoán thì anh chị đầu tư thì các anh chị cũng nên
đi cái tỷ trọng vốn nó chuẩn một chút. Bởi vì sao? Bởi vì anh em mình ấy, những người mới tham gia thì rất hay là dính phải cái tình trạng đó là chúng ta sợ cổ phiếu nó chạy mất, nên chúng ta dính vào những cái trạng thái FOMO. Khi ví dụ như trong Zoom mình khuyến nghị là mua 20% thôi, thì nhiều anh em là mua đến 50% tài khoản, đôi khi mua đến 70% tài khoản, và có những người mua thì mua full tiền. Đấy, đấy chính là những cái con dao để gọi là để cắt vào máu thịt của anh chị em mình. Khi anh chị em mình mua đúng thì nó không sao nhá. Khi nó mua sai mọi người nhìn cái con số lỗ là mọi người sợ cực kỳ luôn. Vì mình mua quá nhiều, mình mua không có trước có sau, mình mua một lúc mình mua rất là nhiều tiền của mình mua hết tài sản của mình, thì nó như kiểu là đánh đánh một ván cược ấy. Nếu mà đúng thì anh chị sẽ được lãi rất là nhiều, nhưng lỗ thì lỗ rất là nặng. Và khi lỗ nặng thì không ai buồn bán cổ phiếu đi. Mọi người có một tâm lý là một khi cái cổ phiếu nó vào trạng thái nó gãy nó xấu ấy, thì mọi người lại có một suy nghĩ đó là nghĩ rằng cổ phiếu nó sẽ hồi lại lên luôn. Nhưng mà thực sự thì nếu mà khi một cái cổ phiếu mà nó bị vào những cái nhịp mà gãy chen, ví dụ như những cái cổ phiếu như HSG này, rất nhiều anh chị là bắt đáy cổ phiếu để mong nó hồi lại. Nhưng mà khi mà cổ phiếu nó vào cái giai đoạn mà nó gãy gãy chen rồi thì nó hồi rất là khó nha mọi người nhé. Mọi người không cắt sớm thì mọi người một là bị kẹt, hai là mọi người phải bán lỗ nó nhiều hơn. Lúc ở cái đoạn trên này mọi người nghĩ là nó hồi lên, nhưng nhịp hồi này thực tế nhịp hồi kỹ thuật là để bán anh em nhé. Nhịp hồi kỹ thuật là để bán chứ không phải nhịp hồi kỹ thuật là mình mua mình bắt đáy để mình ăn nhịp hồi lên trên nó tăng mạnh lại luôn đâu. Khi một cổ phiếu mà nó liên tục xuất hiện những cây nến đỏ giảm mạnh như thế này thì anh em phải tránh xa nó ra, đừng có nhảy vào bắt, hay là chúng ta nghĩ rằng nó sẽ tăng giá để chúng ta lên tới tận đây chúng ta mới bán, thì nó rất là khó nha anh em nhé. Mọi người phải thật tỉnh táo, khi chúng ta còn cắt được những cái khoảng lỗ nhỏ thì chúng ta nên cắt nó đi. Còn để mà nó thành khoản lỗ lớn thì mình đoán chắc rằng rất nhiều anh chị em là không dám bán những cổ phiếu đó. Đó. Và nhân tiện nói dòng thép thì tại sao những cổ phiếu thép này là không nên mua, bởi vì là các cái tín hiệu nó đang đều đi tìm đáy anh em nhé. Khi nó đang đi tìm đáy như thế này thì chúng ta sẽ không nên thò tay vào, không nên tham gia mua những cổ phiếu đẹp, còn chết nữa là mua những cổ phiếu nó xấu anh em ạ. À, trong Zoom khách hàng VIP của mình cái đợt vừa rồi thì cũng có cho anh em mua những cái cổ phiếu rất là mạnh như VCI, những cái nhịp mà nó tăng lên như thế này đây này, mua ở những cái phiên này anh em có lãi rồi, nhưng mà nó rất là đẹp, và mình cũng có nói là mọi người giữ lại cổ phiếu này, thì những cái nhịp này nó giảm rất là thảm khốc anh em ạ. Nó giảm cùng chung thị trường mặc dù đây là con rất là khỏe, nhưng nếu mà một cái cổ phiếu khỏe nó sẽ tìm mọi cách để nó trở lại cái đúng cái vị thế của nó nha anh em nhé. Ví dụ anh em mua những con cổ phiếu như VCI này thì chúng ta còn có hy vọng để nó quay trở lại những cái vùng giá chúng ta mua. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã có 1, 2 và chuẩn bị tạo ba đáy MACD phân kỳ dương rồi. Và ở trên này thì chúng ta thấy là cái đáy nó giảm dần nhưng MACD thì nó cứ tăng dần. Thì đây là một cái dấu hiệu rất là tốt của cái cổ phiếu VCI. Đấy, anh em nào mà cầm những cái cổ phiếu như thế này thì mọi người còn có hy vọng nhé. À, ví dụ như mọi người cầm những cái cổ phiếu như Đích như này, đang đi tìm đáy thì chắc chắn là anh em còn rất ít hy vọng đối với những cái cổ phiếu này nha anh em nhé. Đấy, cổ phiếu như HCM, HCM mọi người cũng là một cái cổ phiếu mà mình cho mọi người anh em mua, anh em đã có lãi con này rất là tốt, có người còn lãi đến gần 10% đối với cổ phiếu như HCM. Tuy nhiên thì thị trường xấu thì cái cổ phiếu nó cũng bị giảm đó, và mình cũng có nói là anh em nên hạ tỷ trọng khi cái cổ phiếu này nó bị giảm, vì mình sợ cái cây này mình sợ nó gãy theo cùng thị trường luôn. Nhưng mà rất vui vì ngày hôm nay cái cổ phiếu như HCM nó đã tìm quay trở lại được 120. Tuy nhiên về mua mới nhá, cũng như khẳng định trong đầu video thì mình có nói là
chúng ta chưa nên mua mới trong giai đoạn này. Anh em nào mà còn đang cầm hàng ấy, cầm những con cổ phiếu mạnh như mình khuyến nghị trong Zoom ấy, thì anh em có thể cầm để theo dõi. Nhưng mua mới thì chắc chắn là không nhé. Mua mới thì đừng mua. Đến khi thị trường bình ổn lại, thị trường ổn định lại thì chúng ta mua, vẫn chưa muộn đâu anh em nhé. Những con cổ phiếu như VIB này nó cũng bị giảm cùng thị trường này, hôm nay test lại đáy này, cũng có những cái nhịp phục hồi hôm trước ở đây rất là đẹp, cổ phiếu như VIB đấy. Trong cái nhóm cổ phiếu ngân hàng thì có những cổ phiếu như CTG này, nó cũng dạng đang rất đang chen lên, M20 nó đang hướng lên nha anh em nhé, M20 đang hướng lên, con này đang chen lên rất là tốt. Nhưng phía trước nó có đám mây này, nếu cái đám mây này mà nó không vượt qua được ấy thì rất dễ là nó đi đi vào cái kịch bản như thế này, nó đi vào cái kịch bản nếu không vượt qua được đây nhá thì nó sợ rằng nó sẽ luồn luồn dưới mây này, nó đi vào cái kịch bản này thì rất là phí đối với cổ phiếu như CTG, nếu không vượt được thì nó sẽ có khả năng nó phải chui xuống dưới mây như thế này anh em nhé. CTG mình cũng rất hy vọng là nó sẽ vượt được để anh em nào đang cầm hàng có thể kiếm lợi nhuận. BID thì nó khỏe hơn, dòng ngân hàng đang rất là tích cực trong giai đoạn này, nhưng mọi người cũng phải biết những cái điểm dừng đối với dòng ngân hàng, bởi vì khi những cái dòng mà nó tích cực trong khi thị trường giảm ấy thì rất dễ là nó sẽ bị dính những cái hiệu ứng đó là giảm bù sau khi thị trường ổn định thì những cái cổ phiếu mà nó khỏe nó sẽ có thể bị giảm bù nghe anh em nhá. Vì thế mọi người cũng nên cẩn thận đối với những cái cổ phiếu dòng ngân hàng, biết lãi đủ thì thôi. Đấy, SHB cũng lấy lại được M20 này, LPB cũng lấy lại M20 và hôm nay còn gần trần cơ. Dòng ngân hàng ngày hôm nay tương đối là tích cực, nó kéo điểm thị trường rất là tốt. Hôm nay mà không có dòng ngân hàng kéo điểm này, thì thị trường khả năng là mất cũng khá là nhiều điểm ấy, chứ không xanh được như này đâu. VIX này quay trở lại này, VND này tăng một chút này, SSI tăng cũng khá, con này bị giảm mạnh quá. Con này thì chúng ta cũng không nên mua mới nhá, chờ đợi để nó lấy lại M20 đã. Nói chung những cổ phiếu bây giờ chúng ta nên tránh xa những cổ phiếu bất động sản ra. Bất động sản có con sell nó rất là khỏe, nhưng mà con sell nhìn chạc y hệt dòng chứng khoán luôn mọi người ạ. Con này rất là đẹp nhưng mà cùng chung với nhóm ngành thôi, nhưng mà có thể nó sẽ có những cái sự khẳng định cho nó nhé. Đấy, còn anh em hầu hết là anh em không nên mua những cổ phiếu khác, Hút cũng không nên mua này. Tất cả cổ phiếu nó đang đi tìm đáy. Nhà Từ Liêm này tím, nhưng mà mọi người thấy là nó vẫn đang ở đi tìm đáy nhá, anh em cũng không nên tham gia vào những cổ phiếu này, và thời điểm này thì mọi người cũng không nên tham gia các cổ phiếu. Nhìn cái cổ phiếu bây giờ rất là đẹp, rất là rẻ, các cổ phiếu định giá rất là rẻ nhưng mà cũng không tham gia được mọi người ạ. BCM này cũng vậy này, tạo đỉnh bắt đầu đi xuống này, hai đỉnh một đỉnh hai đỉnh, cũng không nên tham gia cổ phiếu như DCM nhá. DGC cũng đang có dấu hiệu đấy, tạo đỉnh, thì cái cổ phiếu này thì thường nó được tổ chức nó đỡ giá nó khỏe hơn nhiều anh em nhé. DGC này thì cũng không nên tham gia vội, lúc nào lấy lại được M20 thì lúc đó chúng ta tính sau. Dòng thép thì thôi tuyệt đối tránh xa rồi, HPG, HSG, NKG này tất cả đều đang rụng như sung rồi, không nên tham gia những cổ phiếu này. BVH này, bảo hiểm này, hôm nay lấy lại M20 này, bảo hiểm có con mic cũng rất là khỏe anh em nhé, thì cũng chắc cũng sớm muộn lấy lại được M20 đâu. BMI, BVH, ngân hàng bảo hiểm thì nó cũng thường hay đi với nhau. DigiWon anh em không nên tham gia nhé, nó đang thủng đáy rồi thì nó đang gãy như thế này thì anh em cũng đừng lao vào mà mua nhé, đừng FOMO. FRT cũng vậy này, FRT thì đẹp hơn rất là nhiều, một đáy hai đáy ba đáy này, con này mà lấy lại được M20 thì xem xét này, một đáy MACD, hai đáy này, ba đáy này, cũng rất là đẹp này. FRT thì còn xem xét để mua sau 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 đó. Masan con này kéo điểm thị trường rất là cũng để ý được. Đấy. Dòng dầu khí hôm nay mình thấy cũng có những nhịp tăng. Pau là cổ phiếu ngành điện nhá, Pau là một đáy hai đáy này, hôm nay lấy lại M20 thì cũng chưa có gì nhiều để nói, bao giờ tích lũy lại ở trên M20 thì lúc đó chúng ta tính sau em nhá. BSR cũng thế, gas trước mình nói anh em để ý cái con này nhưng mà cũng không không tham gia được vì nó dao động nó lỏng á. PVB cũng không nên tham gia nhá,
PVC cũng vậy nhá, đang đi tìm đáy nhá. PVD có nhịp hồi nhưng mà vẫn là đang trong một cái xu thế là đi tìm đáy. Mọi người thấy là cái biên độ dao động ở đây nó rất là lỏng. Những cái biên độ dao động này thì phù hợp để chúng ta bán cổ phiếu là hơn là mua anh em nhá. VVS này lấy lại M20, con này thì nhìn còn có cái điểm tích cực nhưng mà đang gặp gần cái kháng cự ở đây rồi thì cũng chưa có gì đẹp để chúng ta tham gia đâu. Điểm này mọi người nên cầm tiền để chờ cái cơ hội tiếp theo chứ đừng tham gia kẻo lại mất hết những cái tiền vốn của mình nha anh em nhé. Thì anh em nào mà chưa có người tư vấn hoặc tư vấn không hiệu quả thì mọi người có thể tham gia Zoom khách hàng VIP của Công Dũng bằng số điện thoại mình để trên màn hình nhé. Video ngày hôm nay thì mình cũng xin kết thúc ở đây. Rất cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.